từ đêm xin kính chào các mầm sơ tổ nghiệp và nghệ sĩ Bảo Thắng cùng với Bình Sơn và hai họ và toàn thể con dân quốc có mặt trong buổi lễ sơ tổng và đại hội tam tam này. Mấy chúc cô giáo chủ nhiệm, thưa quý vị, tôi là thông gia con bà Trần Liễu đến từ quận Nam thành phố Tây Ninh để dự lễ cưới. Cảm ơn Chúa, Chúa cho hai đường đi được mà chúng ta và sức khỏe ổn định. Về phần hai cháu con quy các lời hôm nay là lễ thành hôn của hai cháu, bắt chim tặng hai cháu một bài thơ ngắn để đọc lên cùng sống. Bài thơ với chủ đề là hôn nhân trong Chúa. Tình yêu thiên định người ơi, quan quy các lời thanh niên vợ chồng, đồng hành cuộc sống trong đời. Hai con nhớ giữ theo lời thánh kinh, phải luôn chăm sóc hồng linh, cảm tạ thiên Chúa hạ sinh ra mình. Đường đời dù có gặp gần, tạ ơn tình Chúa tới lòng. Tín dung các con sẽ thấy ông dung tấm lòng hiến đạo thủy chung tới ngày sớm hôm chúng một lối về vui buồn cay đắng sớm chia ta cùng tình nghĩa vợ chồng suốt đời vui buồn cay đắng sớm chia ta cùng suốt đời sâu sắc thủy chung tình nghĩa vợ chồng hạnh phúc bền lâu. Đây là của ai để dâu hôm nay bắt chấp trả vào câu thơ tình yêu sẽ đẹp như mơ mỗi ngày mai ngày đến lúc trẻ thơ chào đời gia đình một gia đình nhỏ tuyệt vời một lòng thêm suốt cầu đời nước con bác sĩ tặng cho hai cháu và mình quốc bằng nước cho hai cháu đây con đường thêm suốt mà trong hôn nhân.